Mời quý vị bắt đầu theo dõi bản tin FBNC hôm nay thứ Sáu ngày 25 tháng 9. Phần đầu tiên của bản tin sẽ bao gồm những nội dung chính sau đây. Hiệp hội chăn nuôi Đông Nam Bộ cho biết dự kiến cuối tháng 10 tới sẽ nộp đơn kiện chống bán phá giá thịt gà Mỹ nhập vào Việt Nam lên Cục Quản lý Cạnh tranh. Khảo sát nhanh tại CEO Forum 2015 cho biết có đến 40% doanh nghiệp lo lắng về chiến lược và quản trị hệ thống. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cam kết hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp muốn xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp có kế hoạch, đề án xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi để làm sao Việt Nam có nhiều hơn các sản phẩm chăn nuôi được xuất khẩu đi các nước. Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám tại hội nghị bàn giải pháp thúc đẩy xuất khẩu chăn nuôi diễn ra hôm qua ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, Thứ trưởng Vũ Văn Tám yêu cầu các doanh nghiệp đi thẳng vào việc nêu các dự án, kế hoạch của doanh nghiệp đối với vấn đề xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi, những khó khăn vướng mắc cần cơ quan nhà nước tháo gỡ. Đa số các doanh nghiệp tham gia đều cho biết chỉ mới tính đến kế hoạch xuất khẩu mà chưa có đề án cụ thể. Đơn cử như công ty Koyu & Unitech cho biết, công ty đang nghiên cứu xuất khẩu thịt gà Việt Nam sang Nhật. Công ty Belga LLC cho biết có kế hoạch xuất khẩu trứng ấp sang thị trường Myanmar và Indonesia. Các doanh nghiệp cũng phản ánh đang gặp vướng mắc trong việc xuất khẩu như việc tiêm vaccine phòng cúm gia cầm, chưa có vùng chăn nuôi tập trung cho xuất khẩu và vùng đệm cách ly để đảm bảo các yếu tố an toàn dịch bệnh. Thứ trưởng Vũ Văn Tám cho biết, dù Bộ đang triển khai đề án xây dựng vùng an toàn dịch bệnh phục vụ cho xuất khẩu, nhưng từ đề án này đến việc xuất khẩu còn mông lung. Do đó, Bộ muốn làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp để thúc đẩy nhanh hơn việc xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam. Bộ đánh giá rất cao và rất hoan nghênh những doanh nghiệp đã có ý định, đang có ý định và đồng thời là đã có cái xúc tiến những cái bước đi để mà tiến đến là xuất khẩu cái sản phẩm chăn nuôi. Bộ cùng với lại các địa phương sát cánh với lại các doanh nghiệp mà có ý định xuất khẩu này để lắng nghe và sẽ giải quyết những vướng mắc của doanh nghiệp, trừ khi là doanh nghiệp không có cái ý định và không quyết tâm xuất khẩu thôi, chứ còn là nếu như doanh nghiệp có ý định, có quyết tâm và có cái kế hoạch cụ thể thì Bộ sẽ lắng nghe và sẽ hỗ trợ tối đa. Thứ trưởng Vũ Văn Tám cũng cho biết, sau hội nghị này sẽ thành lập ngay tổ công tác chuyên hỗ trợ giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp muốn xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam, giao Cục trưởng Cục Thú y làm tổ trưởng. Tổ công tác này sẽ làm trực tiếp với các doanh nghiệp có kế hoạch xuất khẩu ngay trong tháng 10 tới. Thưa quý vị, dù Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam mới đây khẳng định việc thịt gà Mỹ nhập vào Việt Nam bán giá rẻ là do có gian lận thương mại. Tuy nhiên, trao đổi với FBNC ngày hôm qua, ông Âu Thanh Long, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ cho biết, Hiệp hội vẫn đang xúc tiến việc kiện thịt gà Mỹ bán phá giá tại Việt Nam và dự kiến vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 tới sẽ chính thức nộp đơn kiện lên Cục Quản lý Cạnh tranh. Theo ông Long, hiện Hiệp hội đã đi được 30% của tiến trình nộp đơn kiện. Hiện đang trong giai đoạn chọn luật sư, công ty tư vấn thị trường cung cấp số liệu để hoàn thiện hồ sơ kiện. Ông Long cũng bảo lưu quan điểm cho rằng, dù có hay không có chuyện gian lận thương mại trong nhập khẩu thịt gà Mỹ vào Việt Nam, Hiệp hội vẫn quyết tâm kiện vì đã có đầy đủ bằng chứng về việc thịt gà bán tại Mỹ không có giá rẻ như ở Việt Nam. Hiện nay chúng tôi đã là tập hợp các nguồn kinh phí lại, dự kiến là 10 tỷ theo đuổi vụ kiện này. Thì 10 tỷ này trong đó khoảng 5 tỷ dùng cho công ty tư vấn thị trường tại Mỹ. Công ty đó có trách nhiệm là cung cấp những cái giá đầu vào giống như điện, ga, nước, con giống, thức ăn ở Mỹ để hình thành ra giá thành của con gà. Và cái chi phí của nhà máy giết mổ rồi chi phí vận chuyển để ra được một ký gà. Và từ đó làm cơ sở để nộp đề nghị là thuê luật sư ở Việt Nam, cái chi phí cũng khoảng 5 tỷ 200 ngàn đô la để mà đập bộ và hồ sơ cho Cục Cạnh tranh và theo đuổi vụ kiện này. Cuối tháng 7 vừa qua, Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ và Đồng Nai đã gửi văn bản lên Bộ Công Thương đề nghị điều tra áp thuế chống bán phá giá với thịt gà Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam. Theo Hiệp hội, giá gà Mỹ nhập vào Việt Nam đang bán với giá chỉ bằng 1/4 so với giá bán ở Mỹ, dù giá thành chăn nuôi như nhau. Thịt gà Mỹ bán giá rẻ khiến ngành chăn nuôi trong nước thiệt hại gần 1.400 tỷ đồng trong 11 tháng qua. Cuộc khảo sát nhanh ngay trong khuôn khổ hội nghị CEO Forum 2015 diễn ra vào chiều tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy có đến 40% doanh nghiệp chọn chiến lược và quản trị hệ thống là mối quan tâm lo lắng lớn nhất trong bối cảnh hội nhập. Cuộc khảo sát nhanh trên khoảng 1.000 lãnh đạo hàng đầu của các doanh nghiệp tại diễn đàn CEO Forum 2015 đã cho ra kết quả đáng ngạc nhiên. Không giống như những gì người ta hay nghĩ về khó khăn của doanh nghiệp là nguồn vốn, nhân lực hay tìm kiếm mạng lưới phân phối, có đến 40% những người đứng mũi chịu sào của doanh nghiệp cho rằng chiến lược và quản trị hệ thống là điều đáng lo lắng nhất. Tôi thấy là hình như cái mà doanh nghiệp lo nhất
là về cái chiến lược và cái quản trị hệ thống. Còn lại cái thiếu sót về nguồn vốn và thiếu sót về nguồn nhân lực á, thì ít hơn. Tôi cho là doanh nghiệp khá là cân nhắc khi đưa ra cái câu trả lời này. Bởi vì thật ra là vốn hay là sự liên kết á, là chúng ta có thể đi tìm được ở bên ngoài. Nhưng mà khi mà chúng ta không có cái chiến lược cho nó vững chắc á, thì chúng ta bị một cái lỗ hổng rất là lớn ở trong cái quản trị và cái phát triển của doanh nghiệp. Mối quan tâm này dường như đang lớn hơn trước sự cảnh báo của đại diện Bộ Công Thương về những khó khăn khi cộng đồng kinh tế chung ASEAN AEC thực sự sẽ hình thành chỉ trong vài tháng tới. Theo đó, không chỉ Việt Nam phải tạo điều kiện thuận lợi về thương mại cho các nước thành viên, mà đến năm 2018, Việt Nam cũng phải tham gia thực hiện các cam kết về tạo môi trường đầu tư đồng nhất với ASEAN hay thực thi các chính sách công nhận lẫn nhau về chất lượng, dịch vụ đào tạo, v.v. Trong một cái bối cảnh mới như vậy thì chúng ta sẽ phải chấp nhận là một số cái lợi thế so sánh của chúng ta kể cả trong thu hút đầu tư cũng sẽ bị mất đi. Ví dụ như là cái ưu thế về giá rẻ của nhân công và cái sự ổn định của môi trường chính trị và môi trường pháp lý thì chúng ta sẽ coi như là sẽ đồng nhất trong một cái môi trường đầu tư chung của ASEAN. Và như vậy thì cái đầu tư nó sẽ có thể có sự lan tỏa theo những cái hướng khác nhau và nó không còn tập trung ở một số quốc gia có lợi thế so sánh hiện nay như Việt Nam nữa. Trong một diễn biến khác, khi trả lời chất vấn về việc chính sách hiện nay chủ yếu giải quyết khó khăn trước mắt hơn là mở đường cho tương lai, người đại diện của Bộ Công Thương cho rằng chính phủ vẫn đang phải thực thi nhiều chính sách cùng lúc. Và những hoạt động như hoàn thiện thể chế, cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh chính là để đáp ứng những năm phát triển sắp tới. Vâng, vào chuyên mục mỗi ngày một con số, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đề cập đến con số 2.000. Đây là số trang web bị tấn công bởi mục đích gửi thư rác tại Việt Nam trong tháng 8 vừa qua. Và trong số những trang web bị tấn công này thì có tới 57% trang web có tên miền .com, 25% trang web có tên miền là .vn và 10% có tên miền là .org. Bên cạnh đó thì một số trang tin điện tử của cơ quan nhà nước cũng gặp tình trạng tương tự. Theo ghi nhận của Cục An toàn Thông tin thì một số mạng máy tính lớn hoạt động trong tháng 8 có tên là Virus, Ramnit, AE, Zero Access, Sality, v.v. Trong đó thì hai mã độc chủ yếu là Ramnit và Sality. Hai loại mã độc này hoạt động chủ yếu trên Facebook để thực hiện gửi các nội dung bất thường lên trang Facebook của người bị nhiễm hoặc gửi tin nhắn tự động qua Facebook Messenger. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể thấy, thưa quý vị, ngoài ra thì chúng cũng có thể thay đổi các thiết lập trình duyệt web mà người dùng đang cài đặt trước đó. Theo báo cáo của Trung tâm Công nghệ Thông tin và Giám sát An ninh mạng thì đầu tháng 8 vừa qua, bộ công cụ mã độc Rick Exploit Kit 3.0 đã lây nhiễm hơn 300.000 máy tính tại Việt Nam. Qua đó cho thấy là tỷ lệ máy tính ở Việt Nam bị nhiễm các loại mã độc này rất cao, dẫn đến nguy cơ gây mất an toàn thông tin. Và thưa quý vị, trong phần tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị các thông tin nổi bật sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh chi thêm 1.000 tỷ đồng để xây 3 hồ điều tiết chống ngập ngay trong năm sau. Quỹ Thách thức Doanh nghiệp Việt Nam VBCF mở cửa hỗ trợ cho các dự án nông nghiệp, tăng trưởng xanh và hạ tầng cơ bản.